Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em tới lớp 8 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Chúng xem bài giảng Thầy Liêm nếu các em thấy dễ hiểu. Các em sẽ khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ tiếp bài 23 phép cộng phép trừ phân khúc đại số tiết số 4 trang 19 phần bài tập. Mình sẽ làm tiếp câu 6.23. Giờ mình sẽ làm câu A trước nhé. Mình sẽ viết lại cái đề trước. Cái bình phương cộng 40 cộng 4 phía dưới lấy bình phương trừ 4 cộng cho x phần 2 chữ y cộng 4 chữ y 5x trừ 10. Giờ mình sẽ biến đổi một chút. Như giờ ở đây mình sẽ có là x bình cộng 4x cộng 4. 4 ở đây mình sẽ hiểu là 2 bình. Như vậy là 4x này mình sẽ hiểu là 2 nhân cho x nhân cho 2. Như vậy sẽ có dạng hằng đẳng cức là a bình cộng 2ab cộng b bình. A đây là x và b đây là 2. Như sẽ là x cộng 2 tất cả bình. Giờ như là x bình trừ 4, 4 này mình sẽ hiểu là 2 bình. X bình trừ 2 bình sẽ có dạng hằng đẳng cức là A bình trừ B bình. Sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. A đây là x và B đây là 2. Đúng không? Như là x trừ 2 nhân x cộng 2. Ở đây mình sẽ có đây là 2 trừ x, bên đây là x trừ 2. Mình sẽ quán đổi vị trí. Muốn quán đổi vị trí thì mình sẽ đẩy dấu trừ lên đây. Thì lúc này hai chữ x sẽ biến thành x trừ 2. Giờ 4 chữ x viết lại. Ở đây là 5x trừ 10. Mình thấy là mình sẽ giúp số 5 ra làm nhân tử chung. 10 chính là 2 nhân 5 giúp 5 còn 2. Được này. Giờ xuống dòng 3. Giờ ở đây mình sẽ xem phân khúc này, mình thấy là mình sẽ chia tử và mẫu cho x cộng 2. Đúng này. Như x cộng 2 bình phương chia cho x cộng 2 vẫn còn x cộng 2. Giờ dưới đây sẽ mất x cộng 2 còn x trừ 2. Giờ trừ cho x, cái này viết lại. X phần x trừ 2. Giờ 4 chữ x 5 nhân cho x trừ 2. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có hai cái phân khúc này có cùng mẫu khúc là x trừ 2. Thì mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Đúng không? Như x cộng 2 chữ x. Giờ x trừ 2 bên này viết lại 4 chữ x 5 nhân cho x trừ 2. Như là x trừ x hết còn lại số 2. Giờ x trừ 2 viết lại 4 này viết lại 4 chữ phần x chữ 5 nhân x chữ. Giờ xin dòng bạn. Như ở đây mình sẽ có là ở bên đây là x chữ 2, bên đây là 5 nhân x chữ 2, nhưng mà sẽ quy đồng mẫu khúc. Mẫu khúc chung chính là 5 nhân x trừ 2. Như vậy bên đây mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5. 2 nhân 5 sẽ là 10. Đúng này. 5 nhân cho x trừ 2. Cộng cho 4 chữ.
giờ phía dưới là 5 nhân x trừ 10 sẽ lấy tử cộng tử giữ mẫu như là 10 cộng 4 trừ x, phía dưới là 5 cộng x trừ 2. Như là 10 cộng 4 là 14, 14 trừ x, phía dưới viết lại thôi. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Giờ mình sẽ làm câu B, mình sẽ viết lại cái đề. Giờ x phần x bình cộng 1 trừ cho mở ngoặc 3 phần x cộng 6 cộng cho x trừ 2 phần x cộng 4 cộng cho mở cái mẫu dấu một vuông chứ 3 phần x cộng 6 trừ cho mở cái dấu mặt tròn chỗ này 1 phần x bình cộng 1 trừ cho x trừ 2 phần x cộng 4. Giờ xuống dần bạn. Như cái này mình sẽ viết lại. Mình sẽ bỏ dấu ngoặc chỗ này. Phía trước dấu ngoặc là dấu trừ, bỏ ngoặc sẽ đổi dấu. Như là mình biến thành trừ trừ. Đúng không? Đây sẽ biến thành trừ. X trừ 2 phần x cộng 4. Mình sẽ bỏ dấu ở đây. Phía trước dấu ngoặc sẽ là dấu cộng, bỏ ngoặc giữ nguyên dấu. Cái này giữ nguyên. Mình sẽ bỏ dấu ngoặc tròn luôn. Phía trước dấu ngoặc này là dấu trừ, bỏ ngoặc đổi dấu. Ở đây không dấu là biến thành dấu trừ, đây thành dấu cộng. Này sẽ biến thành dấu cộng. X trừ 2 phần x cộng 4. Giờ xuống dòng bạn. Giờ mình sẽ có đây như ở đây mình sẽ có là trừ 3 phần x cộng 6 cộng 7 phần cộng 6 hết đúng không? Giờ trừ cho x trừ 2 phần x cộng 4 đây là cộng x trừ 2 cộng 4 hai này bằng 0. Giờ mình sẽ còn lại là x phần x bình cộng 1 trừ cho cái này mở phần x bình cộng 1 đúng rồi, mình sẽ có này cộng cái này bằng 0, cái này cộng cái này bằng 0, còn lại hai cái này không. Giờ đây là phép trừ 2 phân khúc cộng 1 khúc, mình lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu như là x trừ 1 phía dưới là x bình cộng 1. Giờ như là mình xong 6.23 nha. 6.23 kênh thứ bài cái xong hết video hãy kênh thứ bài.
Tiếp theo mình sẽ làm 6.24. Mình sẽ làm câu em chứ. Quyết là cái đề chứ. X trừ y. Phía dưới là x y. Cộng cho z trừ y trừ z. Phần y z. Cộng cho z chữ y. Phần z x. Đây là phép cộng các phần khớp khác mẫu khớp, mình sẽ huy động mẫu khớp. Mình thấy là mẫu khớp chung sẽ là x nhân y nhân z, đúng không? Như phần khớp đầu tiên mình sẽ nhân tử qua mẫu cho z là được. Như giờ x chữ y mình sẽ nhân cho z. Giờ phía dưới mình cũng nhân cho z. Giờ bên đây thì mình nhân tử qua mẫu cho x. Như x nhân cho y trừ z. Giờ phía dưới là x nhân y nhân z. Giờ cái này mình sẽ nhân tử qua mẫu cho y. Z chữ giờ xin dòng ra. Đây là phép cộng các phân khúc cầu mẫu khúc, mình sẽ lấy ba cái tử cộng lại và giữ nguyên mẫu, đúng không? X y z mình sẽ nhân phân phối chỗ này luôn, x nhân z sẽ là x z, dấu trừ biết lại, y nhân z sẽ là y z, dấu cộng biết lại, x nhân y sẽ là x y, x nhân trừ z là trừ x z, dấu cộng viết lại, y nhân z sẽ là y z, trừ viết lại, y nhân x sẽ là x y. Giờ như mình sẽ có là x z trừ x z bằng 0, trừ y z cộng y z bằng 0, x y trừ x y bằng 0, như là 0 và x y z sẽ bằng 0. Như là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Câu B mình sẽ viết là cái đề chứ. Y bình trừ x bình. Giờ ở đây mình sẽ biến đổi một chút. Ở đây là y bình trừ y bình. Mình sẽ biến đổi thành y bình trừ y bình bằng cách đẩy dấu trừ lên đây. Đúng không? Như vậy bên đây mình sẽ viết lại x trừ y tất cả bình giữ nguyên, mình sẽ biến đổi ở đây sao cho xuất hiện y bình trừ y bình, đẩy dấu trừ lên đây như y viết lại phía dưới sẽ thành y bình trừ y bình. Giờ cái này mình sẽ viết lại x trừ y bình, giờ y bình trừ y bình mình sẽ biến đổi thành x cộng y nhân x trừ y, đúng không? X trừ y nhân x cộng y. Giờ xin dòng vào. Đây là phép trừ hai phân khúc khác mẫu khúc, mình sẽ huy động mẫu khúc. Mẫu khúc chung chính là x trừ y bình nhân cho x cộng y. Như là phân khúc bên đây mình sẽ nhân tử qua mẫu cho x cộng y. Đúng không? X nhân cho x cộng y. Giờ mẫu sẽ là x trừ y bình nhân cho x cộng y.
Giờ em chưa biết lại. Bên đây thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho x trừ y nữa. Y nhân cho x trừ giờ mẫu giống bên kia, x trừ y bình. Nhân cho x cộng. Giờ phép trừ hai phân thức cùng mẫu thức mình sẽ lấy tử trừ tử dương mẫu. Ở đây mình sẽ nhân phân phối vô luôn nha. X nhân x sẽ lấy bình. Giờ x nhân y sẽ là x y trừ. Giờ y nhân x sẽ là x y. Để dấu trừ này vô là trừ x y. Trừ với trừ này sẽ thành cộng. Y nhân y sẽ là y bình. Giờ mẫu trước chưa biết lại. Giờ x trừ y trừ cho x, x nhân y trừ cho x nhân y hết, còn lại x bình cộng y bình. Ở đây mình xuống dòng không đủ chiều nên mình xuống dòng ba, như ở đây còn là x bình cộng y bình thôi. Giờ mẫu không biết lại x trừ tất cả bình nhân cho x cộng giờ như là mình xong câu 6.24. 6.24 kem hiệu bài, kem xong khích video hệ với kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu 6.25. 6.25 đề bài nói là một tàu du lịch chạy xuôi dòng 15 km, sau đó quay ngược lại để trở về điểm xuất phát và kết thúc chuyến du lịch. Biết rằng vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 10 km trên giờ và vận tốc của dòng nước là x km giờ. Câu A mình sẽ viết các phân thức biểu thị theo x, thời gian xuôi dòng, thời gian ngược dòng và tổng thời gian tàu chạy nha. Mình sẽ làm câu câu A trước. Như vậy trước hết mình sẽ viết phân khúc biểu thị. Biểu hiệu ý. Thời gian suy dọc. Lại. Phân khúc biểu thị theo ít thời gian xuôi dòng mình sẽ đặt tên là T1. Như T1 sẽ bằng. Như vậy là các em nhớ là thời gian sẽ bằng quãng đường chia vận tốc. Quãng đường khi xuôi dòng là 15 km. Vận tốc ở đây sẽ là theo xuôi dòng thì nó sẽ chạy nhanh. Thì mình sẽ lấy vận tốc của tàu khi nước yên cộng cho vận tốc của dòng nước nữa là được. Mình sẽ lấy 10 cộng đi. Hiểu này. Như giờ thời gian ở đây sẽ là giờ. Giờ tiếp theo mình sẽ tính phân thức biểu thị thời gian khi ngược dòng. Ngược dòng. Mình sẽ tính đặt là T2. T2 bằng. Giờ như là ngược dòng thì cũng là 15 km thôi. Nhưng mà lúc này thì vận tốc sẽ giảm xuống. Mình sẽ lấy vận tốc của nước yên trừ cho vận tốc của dòng nước. Quay ngược dòng nó sẽ bị giảm tốc độ. Mình sẽ lấy 10 chữ. Đúng này. Và đơn vị cũng sẽ là giờ. Bây giờ mình sẽ tính tổng thời gian ta tàu chạy.
tổng thời gian tàu chạy. Thì mình sẽ lấy T1 cộng T2 đúng không? Như vậy T sẽ bằng T1 cộng T2. Như vậy mình sẽ lấy hai cái phần thức này cộng nhau đúng không? Như là 15 phần 10 cộng biết cộng cho 15 10 chữ đơn vị ở đây cũng là giờ đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu B. Câu B thì mình tính tổng thời gian tàu chạy khi vận tốc dòng nước là 2 km. Như câu B mình sẽ 2x bằng 2 nhé. Như là 2x bằng 2. Và biểu thức ta đến và biểu T ta được. Như T sẽ bằng mười lăm phần mười cộng ít có nghĩa là mười cộng hai, mười lăm phần cái mười chữ ít có nghĩa là mười chữ hai, như là mười lăm phần mười hai cộng cho mười lăm phần bằng tám. Giờ ở đây các em có thể xì máy tính cầm tay các em bấm hoặc là các em quy đọc từ từ cũng được đúng không? Như là 15 phần 12 cộng cho 15 phần 8 sẽ bằng 25 phần 8 đúng không? Hoặc là các em sẽ giúp gọn từ từ cũng được. Ở đây mình thấy là 15 phần 12 mình sẽ chia tử và mẫu cho 3. 15 chia 3 được 5. 12 chia 3 được 4. Bên đây mình sẽ giữ nguyên. Giờ mình sẽ chọn mẫu thức mẫu số chung sẽ là 8. 15 phần 4 nhân tử và mẫu cho 2 sẽ là 10 phần 8. Cộng cho 15 phần 8 sẽ bằng 25 phần 8. Được này. Đơn vị ở đây cũng là gì đúng giờ như là mình xong câu 6.25. 6.25 kem hiệu bài kem xong khách video hẹp kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiệu quả khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm, các em muốn đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hề Liêm. Hãy chúc em học tập, tạm biệt các em nhé.